phát hiện biến chủng nCoV mới có 32 đột biến trong protein gai. Biến chủng B.1.1.529 xuất hiện lần đầu tiên ở Botswana và có 6 ca nhiễm được ghi nhận tại Nam Phi. Các nhà khoa học cho biết một biến chủng mới của COVID-19 được phát hiện mang lượng lớn đột biến, có thể đẩy các làn sóng dịch khác đi xa hơn bằng cách vượt mặt khả năng miễn dịch của cơ thể. Hiện có 10 ca nhiễm ở 2 quốc gia và một vùng lãnh thổ được xác nhận bằng giải trình tự gen. Nhưng biến chủng này đã gây ra mối quan tâm lớn đối với nhiều nhà nghiên cứu vì một số đột biến có thể giúp virus tránh được khả năng miễn dịch. Biến chủng B.1.1.529 có 32 đột biến trong protein gai. Các đột biến trong protein gai có thể ảnh hưởng đến khả năng lây nhiễm và lan truyền của virus, nhưng cũng khiến các tế bào miễn dịch khó tấn công mầm bệnh hơn. Biến chủng này được phát hiện lần đầu tiên ở Botswana với 3 ca nhiễm đã được giải trình tự gen, 6 ca nhiễm khác được xác nhận ở Nam Phi và một ở Hồng Kông là du khách trở về từ Nam Phi. Tiến sĩ Tom Becock, một nhà virus học tại Đại học Hoàng gia London đã đăng thông tin chi tiết về biến chủng mới trên một trang web chia sẻ bộ gen. Lưu ý rằng số lượng đột biến rất cao của biến chủng cho thấy điều này có thể thực sự đáng lo ngại. Trong một loạt các Twitter, ông Becock nhấn mạnh sự cần thiết phải theo dõi sát sao biến chủng này do phần gai khủng khiếp của chúng.